Toàn bộ chương trình đặc biệt sau đây sẽ lại dành tặng cho các bé trong buổi liên hoan nhân dịp Tết Trung Thu. Xin mời các bé và quý vị cùng đến với một ca khúc và một cháu bé có giọng hát rất tuyệt vời và truyền cảm để dành tặng cho tất cả quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Xin cảm ơn ba thiên thần bé nhỏ của chương trình nào. Các bạn ở dưới thấy ba thiên thần ngủ hay không? Hay vô tay nào? Quý vị đại biểu cũng như là tất cả các phụ huynh đã cho các em một buổi Tết Trung thu thật nhiều ý nghĩa và chúc cho các bé thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và học thật khá tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin thay mặt cho ban điều hành của hai tổ dân phố số 3 và số 6 và các viên chân thành cảm ơn đội văn nghệ và cũng đoàn thiên thần nhỏ ở xã Đông Hán Huy thành phố. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh và toàn thể các cháu thân mến, sau một kiếp đêm hội trăng rằm của hai tổ dân phố số 3 và số 6 đã sáng được ở trời vùng An Biên. Dòng sáng tỏ hôm nay trước hết là nhờ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội ở phường An Biên đã chỉ đạo để cho hai tổ dân phố cách phối hợp thực hiện thành công đêm hội trăng rằm trung thu 2019 của hai tổ dân phố số 3 và số 6. Thay mặt cho ban điều hành của hai tổ dân phố, xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội, nhà hảo tâm trên địa bàn tổ dân phố số 3 và số 6 đã chung tay ủng hộ